Video xếp hạng toàn bộ những thanh kiếm trong Saber tới đây là kết thúc. Video được làm ra chỉ với cảm nhận cá nhân của bản thân mình. Tất nhiên các bạn cũng sẽ có ý kiến riêng của bản thân nên hãy comment phía dưới giúp mình nhé. Nếu các bạn thích những video xoay quanh vấn đề xếp hạng như thế này, hãy comment phía dưới giúp mình về chủ đề các bạn muốn mình xếp hạng nhé. Mong các bạn hãy like và subscribe nữa nhé. Cảm ơn các bạn vì đã xem video của mình tới đây.